Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người các tựa game kinh dị. Ok, chúng ta bắt đầu với Poppy Playtime. Okay. Hơi tối anh em.
Ok, ta đến với Granny Chapter 2. Oh.
Vâng ạ. Xuống. Mình sẽ giúp bà lên. Ok, bà cứ làm đi. Bắt cây ôi nào thì lại nhanh quá anh em ạ. Ok, đã đến với Ice Cream One. Start now.
cà phê. Specimen zero. Camera.
Ôi. Ok, ta đến với Evidor. Start. Đây quanh. Chọn được. Chết cây. Good.
Thôi được được. Ok, ta đến với Chocho Chalet. Train. The factory. Kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.